sáu mét mà. Đến rồi mấy cậu ơi. Vậy thằng Út em SK8 kìa con.
một cái dòng old school. Có một đôi này nhưng mà nó là style 36. Cái dòng old school. Hỏi ảnh ơi. Nè 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 nè. Ok. Đây 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 đây. Cái này là xe. Xe máy, xe máy. Chắc vừa đi sai luôn á. Vừa á, thử đi. Ok, bây giờ bạn này Trung Quốc sẽ thử đôi này nha. Nè, thử đi. Hello. Đôi này nha các bạn. Quay nè. Đơn giản á. Đơn giản là vì cái tủ giày của tôi á, tại vì đơn giản là cái tủ giày của tôi toàn màu đen. Cho nên là tôi phải móc đôi này màu trắng. Thôi, không làm mất thời gian các bạn nữa, bây giờ tôi phải tính tiền để mua giày lẻ luôn.